No. Em bảo là chắc là các ông đi mua, các ông cho xe ra chắc. Anh thì tưởng là lúc đầu là tưởng sẽ của ai thì lúc của ông Long trên tầng 4 ấy. Vâng. Nhìn dấu xe của Long. Anh Long tầng 4 là anh xin rồi. Ông cũng con xe ô tô mà. Em thì ông Long. Mà ông nó có ở ngoài, ông đã vào đây. Ông Long làm đậu mà. Ông Long làm đậu đấy. Ừ. Mấy trăm view vậy em? Mấy trăm view này. Bây giờ